Tập 6. Đông Phương Bất Bại. Các vị, bắt giặc phải bắt vua trước. Hãy cùng ta giết chết ma đầu. Lên. Người không sao chứ, cha? Sao tiền bối lại đưa ta tới đây? Giặc ma giáo hung hăng, ta sợ cậu gặp phải chuyện gì bất trắc. Không có ác ý gì đâu. Vạn bối và tiền bối không hề quen biết. Không lẽ tiền bối có quan hệ gì với Hoa Sơn? Ta và Nhạc Quynh là bằng hữu lâu năm. Thì ra là vậy. Xin tiền bối giúp ta giải khai huyệt đạo. Chúng ta giúp Ngũ Nhạc một tay. Được. Nguyệt huynh võ công thâm hậu, Nguyệt đạo huynh ấy điểm ta vậy mà không giải được. Tiền bối cứ mặc kệ ta đi. Lưu phủ tình hình nguy cấp, xin tiền bối mau đi trợ trận. Cũng được, ta đi rồi về. Được.
Cao Minh tiền bối, diễn kịch phải diễn cả bộ, bằng không làm sao lừa được tên tiểu tử lệnh Hồ Sung. Cha, lẽ nào chúng ta bỏ lại đại sư huynh không quản nữa sao? Chuyện quan trọng trước mắt, chúng ta phải mau trở về qua sơn trước, tính kế lâu dài. Đà tử đó rõ ràng là đồng bọn với Dư Thiên Hải. Đại sư huynh rơi vào tay hắn, còn có thể sống được sao? Điều tại đệ tử nhất thời kích động, làm liên lụy tới đại sư huynh, thật là đáng chết. Bình Chi, bọn họ bắt Xuân Nhi là muốn tìm tung tích của Tịch Tà Kiếm Phổ. Nếu Xuân Nhi không nói, bọn họ sẽ không giết nó. Đám người gian ác này cái gì cũng có thể làm, cho dù không giết thì cũng sẽ tra tấn huynh ấy cho tới chết. Chuyện này gì đệ mà ra, để đệ đi chết cùng đại sư huynh. Ai cần đệ chết cùng? Sang Nhi, chờ chút. Xuân Nhi thông minh lanh lợi, hy vọng nó có thể hóa dữ thành lành. Đây chính là di vật của con trai ta khi còn sống, hai người sắp xỉ tuổi nhau, tặng cho ngươi. Tiền bối, sao được chứ? Đây là y phục lần trước ta tặng cho lệnh Hồ huynh đệ. Lẽ nào cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi? Quả nhiên là trốn ở đây. Tiền bối, Lâm Chấn Nam đã có di ngôn gì? Có phải liên quan tới Tịch Tà Kiếm Phổ không? Muốn giết cứ giết, đừng phí lời. Ngươi không nói, ta sẽ giết hắn.
Ông thật là đê tiện. Ngươi vì muốn kiếm phổ này mà hại chết ân nhân cứu mạng của mình chứ? Chỉ cần ngươi giao kiếm phổ ra, ta đảm bảo không giết hai ngươi, mà còn cùng ngươi chia sẻ tuyệt thế võ công. Thế nào hả? Thật chứ? Ta đường đường là chưởng môn một phái, sao có thể lừa ngươi được chứ? Khi đó chúng ta cùng luyện tịch tà kiếm phổ, tung hoành thiên hạ, ma giáo gì đó, ngũ nhạc kiếm phái gì đó, đều phải cúi đầu xưng thần. Được, nhưng ông phải giải nguyệt đạo thay ta đã, thề cho ta nữa. Có thể là ở quanh đây. Nhất định Dư Thương Hải ở trong này. Hình như lệnh Hồ Xuân huynh đệ bị khống chế rồi. Lệnh Hồ hiền chất, yêu cầu của ngươi ta đã làm cả rồi. Có thể nói tung tích của kiếm phổ rồi chứ? Rượu không tồi, gà hơi mặn, nếu không tăng cả rồi. Hiền chất, đừng đùa với bần đạo nữa. Chuyện này đơn giản, giết ông ta đi. Ta sẽ nói cho ông biết kiếm phổ đang ở đâu. Vậy đơn giản. Người nói gì? Động thủ đi. Khốn kiếp, bị tên tiểu tử này giỡn rồi. Một chút chiêu trò nhỏ mà cũng muốn lừa ta, có thú vị gì chứ? Muốn động thủ chứ gì? Dứt khoát lên cùng nhau làm đi. Mạng của lệnh Hồ Xung có rượu uống, chết cũng đáng. Trong người ngươi chẳng phải có năm đường chân khí khác nhau sao? Lão tử thêm cho ngươi hai đường chơi. Cướp. Mau. Mau.
Cô, nhanh lái thuyền. Mau trèo mau, đừng chạy nữa, cẩn thận rơi xuống sông làm mồi cho cá. Trèo đi, tôi rồi, chúng tới rồi. Mau lên nữa, mau đi, thuyền ta nhỏ không đọ lại họ, ta cản họ, muốn để lục thúc ông hy sinh rất sao, mạng này của ta không xứng để cô làm vậy. Có biết bơi không? Biết một chút. Vậy đủ rồi. Nhảy. Quá ra hắn đã trúng phải hàng băng chân khi cô tả lãnh thiền. Làm gì? Con có nhớ lời sư phụ dặn con lúc lâm chung không? Tam thi não thần đen là độc dược âm tổn cực kỳ. Ta lệnh cho người trong tộc không được dùng, chỉ có con lại lén cất đi một viên. Sư phụ, đồ nhi sai rồi. Ban đầu ta lo con tự chịu hậu quả, mới cố tình nhắc nhở con. Độc kinh bổ môn có ẩn dấu một chương, chính là đại pháp thai máu mà chỉ có giáo chủ có thể tu hành. Nhưng tu luyện đại pháp thai máu chẳng phải vô cùng nguy hiểm sao? Chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, mất hết máu mà chết.
Khi cần tới thì không thể không thử. Đại pháp thay máu có thể giải mọi loại độc trong thiên hạ. Đối dâm độc đạo, tam thi não thần đan này, tuy không thể hoàn toàn loại bỏ, nhưng có lẽ có thể cứu mạng con còn sống sót. Có thể giải trăm loại độc trong thiên hạ. Sư phụ, vậy thì pháp này cũng có thể trị hàn băng chân khí của phái Tung Sơn. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Hoán huyết đại pháp sao? Bất luận thế nào, ta cũng phải cứu mạng hắn. Chỉ có cách duy nhất là thử thôi. Lệnh hồ sung, lệnh hồ sung, lệnh hồ, lệnh hồ, lệnh hồ sung. Tổ sư gia tại thượng, đệ tử Nhạc Bất Quần hôm nay nhận Lâm Bình Chi làm đồ đệ, mong tổ tông phù hộ. Lâm Bình Chi, nếu con đã là môn hạ của Hoa Sơn thì phải nghiêm khắc tuân thủ môn quy, không được làm bại hoại thanh danh của bổn phái. Nếu sau này phát hiện con lấy võ công của bổn phái làm sằng làm bậy trên giang hồ, chém ngay không tha. Dân, sư phụ, Lâm Bình Chi ghi nhớ lời dạy dỗ, không dám làm trái. Được, Bình Chi, gặp qua sư ca sư tỷ của con đi. Lâm Bình Chi, thăm kiến các chị sư huynh sư tỷ. Cuối cùng ta không còn là tiểu sư muội nữa. Tiểu Lâm Tử, gọi một tiếng sư tỷ xem. Nhạc sư tỷ, đa tạ làm giáo chủ, xả mạng cứu giúp. Tỉnh tâm lại, vận hành theo luồng chân khí của ta.
Bình đại phu có nhà không? Bình đại phu, y thuật ngài thần thông, xin hãy cứu vị bằng hữu này của ta, quy củ của ta cô biết rõ mà. Giết người tế thế, tiên sinh, như vậy là ý gì? Xin ta cứu người thì phải giúp ta giết đi một người. Được. Được gì mà được? Cứu ta còn phải giết một người. Đùa cái gì vậy? Vậy thì mời. Lệnh Hồ Sung. Cáo từ. Cô nương, người bạn của cô coi cái chết nhẹ tựa Long Hồng. Âu cũng là một nam tử hán. Tên Lệnh Hồ Sung này. Bình đại phu, ngài có còn nhận mình là trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo không? Cô là ai? Sao biết thân phận của lão phu chứ? Gia phụ Nhậm Ngã Hành. Lâm tổng tiêu đầu có di ngôn kêu ta gửi tới Bình Chi. Liệu có liên quan tới kiếm phổ không thì tại hạ không biết. Nếu đã là di ngôn của Chấn Nam Huynh lúc lâm chung, chờ tới khi không có người, chỉ cần nói cho một mình Bình Chi là được. Lạ thật. Trên người của ngươi có 7 luồng chân khí khác nhau. 4 luồng là của Đào Cốc Tứ Tiên. Luồng này là của Dư Thương Hải. Luồng yếu hơn một chút là của Mộc Đà Tử. Tiên sinh một lời trúng đích, quả nhiên lợi hại. Có một luồng chân khí có mang hàng độc này, lẽ nào là hàng độc băng tầm, hòa với trăm loại kịch độc mà ra? Tiên sinh quả là thần y. Thương thế này quả thực là hiếm thấy. Châm cứu thảo dược thông thường không có tác dụng. Vậy hết cách rồi sao? Khó nói. Ta cần thêm vài ngày nghiên cứu kỹ lại đã. Ngươi uống thứ này vào, có thể cho ngươi kéo dài tuổi thọ trăm ngày. 3 tháng sau ngươi lại tới tìm ta. Hắn chỉ còn sống được 100 ngày nữa thôi sao? Thương thế của ta đã khỏi rồi. Hán huyết đại pháp quả nhiên thần kỳ. Đại ân đại đức của Lam giáo chủ, Đông Phương không gì báo đáp. Chuyện trong động, tại hạ tuyệt đối không dám tiết lộ nửa lời với bất kỳ ai, để tránh phá hoại danh tiết của Lam giáo chủ. Ngươi không muốn nhận nợ sao?
Lam giáo chủ nói vậy là sao? Máu của mỗi người chúng ta đang chảy trong người của đối phương. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Đời này kiếp này không thể chia tách. Hai người chúng ta tính mạng gặp nguy, thật sự là tình thế bức bách. Ngũ độc giáo chúng ta coi trọng nhất là huyết thể. Đời này kiếp này ta cũng không thể gả cho người khác. Được làm giáo chủ hậu đãi, nhưng ta cảm thấy chuyện hôn nhân không phải trò đùa. Ngươi coi thường nữ tử ngũ độc giáo như thế. Lẽ nào độc tính của tam thi não thần đan còn chưa trừ sạch? Chỉ là di chứng nhỏ mà thôi, có thể giữ được mạng đã không tệ rồi. Bình đại phu tuy nói có thể kéo dài tuổi thọ trăm ngày, nhưng ngài biết thời gian đó có xảy ra sai sót gì không chứ? Huynh không ở lại đây chờ tin của hắn sao? Lâm tổng từ đầu ủy thác cho ta mang theo di ngôn cho Bình Chi, ta còn chưa làm được, ta phải trở về Hoa Sơn. Huống chi nếu như có thể sống thêm trăm ngày, ta càng phải quay về thăm sư phụ sư mẫu, còn có mấy vị sư huynh đệ. Bình đại phu y thuật cao minh, nhất định sẽ nghĩ ra cách để cứu huynh. Không sao cả, mỗi người một số mệnh. Huống chi lần này có thể quen biết cô, ông trời đã không tệ với ta rồi. Tiện tới đây thôi. Nếu lệnh Hồ Xuân không chết, nhất định sẽ thay Doanh Doanh tìm một lang quân như ý. Cáo từ. Đồ ngốc, ta nhất định sẽ không để huynh chết. Lần này sai một nước cờ, không thể một chiêu tiêu diệt Ngũ Nhạc kiếm phái. Bỏ lỡ thời cơ tốt rồi. Hôm đó huynh rõ ràng có thể toàn thân thối lui, tại sao phải liều chết cứu ta chứ? Kế hoạch nội ứng ngoại hợp là do ta đề ra. Bổn giáo chủ không muốn dây dưa với các ngươi. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, tự lấy thứ mình cần. Đông Phương thiếu sứ hy vọng có thể cùng Lam giáo chủ liên minh, cùng tiêu diệt đầu não Ngũ Nhạc kiếm phái. Nếu như đã được Tịch Tà kiếm phổ, tự nhiên sẽ cùng hưởng với Lam giáo chủ. Được, dựa vào câu nói này của ngươi, quay về giúp ta chuyển lời với Đông Phương Bất Bại. Nếu hắn có thể thay ta bắt được lệnh Hồ Xung, thì ta sẽ đồng ý liên thủ với hắn. Thi thể của Tử Yên sợ là không tìm được rồi. Sau chuyện này, cô có dự định gì? Quay về Đồng Đàn Vân Nam trước, báo bình an với mọi người, sau đó tích góp sức lực tìm Tả Lãnh Thiền báo thù. Nếu như vậy, vậy tại hạ ngươi đi cùng ta. Nhưng ngươi dám không đi, ta sẽ quỷ hắc một lệnh bài của Nhật Nguyệt thần giáo.
Dạ. Mẹ, con trai. Mẹ, cha. Cha, mẹ. Hải Nhi rất nhớ hai người. Cha, Lâm sư đệ rất đáng thương. Bình Nhi, tính cách nó hướng nội, lại vừa mới tới, khó tránh trong lòng cô độc. Sang Nhi, các con ở Phúc Kiến từng trải qua hoạn nạn, so với người khác trong bổn môn tình cảm sâu hơn một chút, cho nên con phải giúp nó. Lão nhạc này quả nhiên giỏi. Hôm nay ta tới gần một chút, lập tức bị hắn phát hiện. Hắn chưa ra tay giữ ngươi lại, đã là tạo hóa của ngươi rồi. Đám đồ đệ kia của ngươi canh giữ chân núi, đến nay vẫn chưa phát hiện tung tích của lệnh Hồ Xung. Đúng là một đám phế vật. Ngươi tìm cách bắt được Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, còn sợ Nhạc Bất Quần không giao lệnh Hồ Xung ra sao? Phái Hoa Sơn, Lục Đại Hủ. Dừng tay. Tiểu sư muội, đến bây giờ muội vẫn còn bảo vệ cái tên ẻo lả này sao? Đại sư huynh không rõ sống chết, tất cả là do hắn. Ngươi ngày nào cũng ngứa mắt ta vì lý do này sao? Đúng, cái đồ sao chổi nhà ngươi, Lục Hầu Nhi. Ngươi đừng đối xử vậy với tiểu lâm tử. Cha cũng nói rồi, chuyện của đại sư huynh không liên quan gì tới đệ ấy. Lục Hầu Nhi, huynh. Tiểu Lâm Tử, Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử. Đừng ngăn đệ. Đệ biết trong lòng tỷ cũng luôn trách ta. Đệ nghĩ nhiều rồi, không có ai trách đệ cả. Phái Hoa Sơn căn bản không hề coi đệ là người một nhà. Đám người độc sư huynh bắt nạt đệ, sư phụ không chịu dạy cho đệ kiếm pháp cao thâm, tỷ cũng không thèm để ý tới ta. Võ công là phải tuần tự, từ thấp tới cao. Đến cả kiếm pháp nhập môn cơ bản đệ còn chưa luyện thành thục, làm sao học võ cao thâm được chứ? Phải, đệ đúng là phế vật, đến kiếm pháp nhập môn cũng học không nổi. Đáng ra cứ để Dương Thương Hải một chưởng đánh chết đệ. Tỷ đánh ta, đánh đệ thì làm sao? Đệ đúng là đồ ẻo lả không có cốt khí. Tỷ, tỷ gì mà tỷ? Đệ mang trên người huyết hải thâm thù, vậy mà lại một lòng tìm tới cái chết, không biết dưới của Tuyền còn mặt mũi nào mà gặp lại cha mẹ chứ? Không muốn công lão phu chờ đợi bao ngày, hai đứa nhãi con các ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi, đi tìm cha ta mau. Đừng có đứa nào hồng chạy được.